streamer và youtuber thông minh, giỏi giang thì khỏi bàn cãi rồi. Nhưng mà, bạn có biết là ngoài khả năng chơi game rồi streaming cực đỉnh, làm video siêu đáng yêu và cuốn hút thì rất nhiều người còn sở hữu tài lẻ không ai ngờ. Vậy nên, khi họ bất ngờ lấn sân sang một lĩnh vực mới trên thì dân tình mới được fan trầm trồ gì không ngờ virus, bebe hay quy cung lắm chiêu vậy. Chưa bàn đến độ thành công hay khi được dấn ấn trong lĩnh vực mới thì việc những streamer và youtuber này dám thử sức với những điều thú vị cũng đáng ghi nhận lắm rồi đấy. 1. Virus. Năm ngoái, khi Virus bắt tay cùng với Tati và Phương Ly tạo nên cú hiêu mang tên Thẳng Điên thì dân tình đã được fan trầm trồ gì không ngờ chàng streamer này lại đa tài đến vậy. Tuy nhiên, Virus không phải tay ngang hay gà mờ trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc đâu. Virus có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Trước đó, anh chàng đã từng có đến 10 năm rong ruổi ở tận 20 quốc gia để học về piano chuyên nghiệp. Vốn là con nhà nòi, Virus đã sớm được định hướng để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Dù nhiều biến cố đã đưa Virus đến sự nổi tiếng với vai trò là một streamer nhưng đam mê âm nhạc vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng chàng trai được mệnh danh là thiếu gia nhạc diện. Sau cú hit Thằng Điên, Virus tiếp tục hợp tác với Đức Phúc và Sung trong hai ca khúc cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người hy vọng anh chàng tiếp tục giữ vững phong độ và hơn thế nữa là mang đến nhiều màu sắc âm nhạc mới mẻ hơn. 2. Bebe. Bebe có tình yêu lớn lao với món bánh mì và ớt của mở tiệm bánh mì chú Be đã lâu nhưng fan vẫn tưởng đó chỉ là một trò đùa vui của anh chàng. Ai dè, Bebe đã làm thật và thậm chí còn giả từ luôn sự nghiệp streamer đã trở thành ông chủ của chính mình và theo đuổi con đường kinh doanh. Hãy gọi Bebe là ông chủ. Tiệm bánh mì của Bebe được đánh giá là sở hữu menu khá đa dạng, sáng tạo. Giá thành và chất lượng của sản phẩm còn gây ra nhiều tranh cãi song điều đó cũng không ngăn được việc các fan xếp hàng dài để tận một sở thị món bánh mì tâm huyết của Bebe. Tiệm bánh mì của Bebe đã mở được 2 cơ sở và đang trên đà phát triển. Cách đây không lâu, tiệm bánh bất ngờ bị dạ lây và phải nhận cơn bão vô tay một sao sau phát ngôn của Bebe trong vụ khoa bớt và Aroma Resort. Tuy nhiên, sau khi Bebe nghỉ hẳn công việc streamer và chính thức làm ông chủ toàn thời gian thì có lẽ tiệm bánh sẽ sớm lấy lại vị thế thôi. 3. Quy cùng. Với 2,5 triệu người theo dõi chỉ tính riêng trên fanpage, Quy Cung là một trong những blogger có tầm ảnh hưởng trên hiện nay. Ngoài diện mạo điển trai cùng khả năng lầy lội nổi tiếng, anh còn được biết đến với khả năng cô dơ hiêu nhạc siêu ấn tượng. Dù vậy, dân tình vẫn không ngờ sẽ có một ngày Quy Cung tuyên bố giải nghệ, nghỉ làm blog để chuyển hẳn sang con đường âm nhạc. Chàng blogger hài hước đã chuyển hẳn sang làm ca sĩ. Sau đó, Quy Cung chính thức vào sân bốt bằng bận than chuyện bạn thân mang màu sắc học đường cùng chuyện tình riêng dâu ne đau đầu. Bận than chuyện bạn thân là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của blogger chuyên cà kỵ hợp tác cùng youtuber lầy lội số 1 Việt Nam Rick Fan, được sáng tác và sản xuất bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hình ảnh của Quy Cung trong mới. Sau 2 tuần ra mắt, này đã đạt được 1 triệu lượt xem, con số khá khiêm tốn. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu và khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những sản phẩm chất lượng được đầu tư chinh chủ hơn từ Quy Cung.